sắp đạt 40.000 người đăng ký, cho nên các bạn hãy cho mình một like, một subscribe. Đến khi mình 40.000 người đăng ký, mình sẽ giveaway quà cho các bạn một cây Yoru và một cái ác quỷ vĩnh viễn free tự chọn nha các bạn. Đây, các bạn hãy chọn bất cứ ác quỷ nào các bạn muốn ha. Vậy còn chần chừ nữa, hãy cho mình một like, một subscribe đi nào. 10k và 100 Robux, không biết nào mà rẻ như vậy được. Ngoài ra còn có các dịch vụ giveaway bát giá rẻ nữa, chưa kể còn có ranh nước mặt Robfood nữa. Một shop giá rẻ như vậy thì sao có thể tồn tại? Thật ra là có đó. Các bạn hãy đến ngay dũngrobux.com được mua ngay nhé. Nếu như bạn có một niềm đam mê với Robfood thì hãy đến ngay shop mycupshopstore.vn. Ở đây chúng ta có bán áo thun của Robfood cực kỳ pro VIP, các bạn hãy mua ngay nhé. Chị bạn đã quay trở lại channel của mình. Ở video hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại Blood Sweat. Nhưng mà ở video hôm nay là mình sẽ chơi bên Marine hả? Mình săn hải tặc và mình sẽ random chết quỷ và mình sẽ ăn tới cái chết quỷ mình random được để BB các bạn. Đấy. Ok, thì trước khi bắt đầu video các bạn hãy cho mình một like, một subscribe nha. Để khi 40.000 người đăng ký mình sẽ giveaway cho các bạn. Chết quỷ bệnh viện free tự dọn các bạn. Ok, bắt đầu video thôi nào. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ phải random trước đã. Đấy. Coi chạy cái gì đây anh em. Wow, smoke. Ok, cũng được. Oh wow, sau khi mình đã hop một cái server thì mình phát hiện ra là server này nó phế vậy anh em. À, có một thằng nó vô kìa phải không? Sẽ đi BB thử, không biết là bên này có bro không? Ui, spammer là thấy không vui nha. Má xài xấy smoke mẹ, không có skill nào luôn, có đúng một skill anh em. Ui, lát vậy, con mẹ mày. Nói chung là mình đã bỏ BB rất là lâu rồi các bạn. Mình bỏ được tầm khoảng 3-4 ngày gì rồi đó. Giờ mình mới comeback lại thì trình mình chắc phải đi xuống rồi. Ok. Oh my fuck. Thì như các bạn có thể thấy thì cái video BB gần đây nhất của mình là tầm khoảng 2-3 ngày trước gì đó. Thì các bạn trừ thêm một ngày nữa. Tại cái ngày đó hôm đó là mình quay được cái ngày hôm trước là mình edit cho các bạn. Đấy. Cho nên các bạn trừ cái ngày đăng video ra. Ủa đâu rồi? Ủa sao giờ này mình ăn vậy? Mình giờ dạo này mình rất là tệ các bạn. Trong việc chơi cái bất cứ cái gì trong cái trò này luôn. Ok, ok. Ôi, ôi, what the fuck. Ui, gần giết nó rồi, mẹ nó. Ôi, ôi, gì vậy? Ui, vãi liền. Bị tem up lửa con mẹ nó. Mày á bưởi, chết đi. Ui, nó rên kìa, nó kìa. Thôi mẹ nó cay chứ, sợ nó xài chiêu anh em. Mẹ nó tức thiệt chứ anh em. Anh em thấy không, người Việt Nam là vậy á. Mẹ nó cay đảo giái. Ok, tại do lạc chính của mình á là phải đợi 2 tiếng thì nó mới ăn được tiếp đẻ á, cho nên mình lấy ạc phụ mình random nha anh em. Ạc phụ random được cái gì ạc chính ăn cho đó nha. Oh fuck. Mẹ nó tính ra là cái server nó chưa lát xong nữa. Ok, thì bây giờ mình đã qua ạc chính rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy chén gomu trong cái chét của mình. Rubber đúng không? Này. Ok. Nó không có chiêu ghi 2 nè. Nó có mấy cái chiêu vậy? À, pistol. Kẹt nồng với lại rush. Mày ơi, mày hai bụi rush. Mày đứng lại con chó, mày đứng lại. Ôi giời ơi, trời ơi, ôi giời ơi, đâu vậy má, chơi khó vậy anh em đúng không? Mình không có chiêu gọi là chiêu áp sát đối thủ rồi chiêu kia luôn á. Mày đánh đúng khó mẹ nó. Mày con nó chạy hả? Ui nó chạy kìa mẹ nó. Mày hả mày, con chó chạy đi lát hả? Tao không lát vô, chạy đi. Ui rồi chết mẹ, kẹt dưới nước anh em cứu. Ui trời ơi. Mày à bưởi. I found a movie. Ngay vậy. Easy. Thôi thì nói chung là mẹ nãy giờ mình BB mẹ trả được cái tích sự gì anh em.
cùng làm clip này cho vui thôi chứ. Chứ thật ra là mình bỏ BB lâu quá rồi, nên cái tay mình bây giờ là không lấy được cảm giác lại luôn. Rồi, để có gì mình lấy lại cảm giác, từ sau mình ra video tiếp cho anh em nha. Bye bye anh em nha.